Mai xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Giờ Nghĩa đang đi bơi đi kéo câu nè cả nhà. Cái máy vỏ lại nó bị gãy láp rồi, nó rớt xuống sông luôn. Nó tuột cái láp á, với cái quạt vịt nó tuột xuống giữa sông luôn, nhồi mất luôn. Em... giờ mình đi câu ở gần bè nè, không có đi xa được. Em là em sợ bữa mình thấy nó giật cọng dây á, nó bị tuột ngay chỗ trên khúc ghe nước đá. Thì nó lọt vòng vòng ở ngoài, mà ở ngoài sâu sao em mò. Bữa nay mình trở về bãi câu nhà mình câu luôn cả nhà. Tối ngày bơi lên trên chiếc ghe trên đó. Đó. Không, bơi muốn xúc cái nắng. Bơi tuốt cái ghe xanh bự đó luôn ha anh. Ừ. Trời ơi, tháo cái máy ra dục lên bờ. Lột cái máy dục lên luôn rồi để mất công nặng. Ủa hai chồng Thái nãy mới thấy đây đó rồi. Đó. Nên kéo cặp mé thấy không? Câu ở ngoài mé, cặp mé ở đây nè. Chứ không có câu trên bãi. Cuối cùng cũng đến nơi. Bao. Câu mà mực coi chừng dính cá sủ. Câu này là ngay điểm luôn á. Dính cá ngát rồi chứ, đó là mông cá sủ. Có nhà không? Dù anh trả lời cái vốn vậy. Mồi còn ít thinh nha. Trời ở đây bùng dữ lắm luôn. Lúc bùng. Khúc này bị lúc bùng à? Không có cái quạt vịt để xuống cái giờ nó bê luôn. Bãi này thì mình thấy nó không có khả quan. Câu mà cảm giác không có được tự tin. Đó anh cha câu đã ghê luôn ha. Lâu lắm rồi cá nó đi hết rồi, lúc mới xuống đúng không? Đợt đó câu mấy bữa chúng mười mấy ký luôn đó. Giờ đây nó tay tối ngày làm như là đợt đó anh câu được mấy giác á. Lúc đó câu không có câu nhiều mà câu ít ít mà cá bự không à. Cây nó đổi đi. Cái gì vậy? Mấy con cá kìa. Cá hả? Ủa thấy nó luôn cá kìa. Cá cả nhà ơi. Em thấy nó luôn nè. Có cá rồi, thấy không? Đã chưa? Cho mượn cái vợt coi. Nó vợt vợt. Khai trương cái vợt. Vợt này vợt được con cá xong mỗi nách dữ lắm luôn. Vợt cũng rồi. Thấy nó hay không? Hay. Hay cá mập lúc luôn. Ôi. Cá đã một lúc. Vợt này là vớt cá khủng long. Cứ từ từ. Có nhớt rồi đó. Em thấy nó vợn lên luôn anh. Cá mập ghê ha. Cá cái đầu muốn mím luôn. Dán làm em không vô coi. Bãi này lâu lắm rồi không đánh được Hugo. Mình câu dục ở trên bè, ngồi trên bè ăn dục chơi chơi nhưng mà nhiều khi dính cá bự.
đi sao mà đi có mình mà không rủ đồng bọn mà theo gì chứ. Ăn một mình à. Cho con lấy tinh thần cái tắt thở luôn. Ừ, xỉu. Bữa nay hai vợ chồng mình đi bằng bằng xuồng bơi. Cá, đấy, cá. Ui, cá bự. Cá bự. Chưa đã nói mà ở đây từ, có cá là cá bự. Từ anh ơi. Ngay cái rạch luôn nè. Khoan trùng dây đi. Trời ơi, trời trời. Dữ dằn. Cá mập luôn. Cá ký hơn luôn á anh. Ừ. Ừ, cá. Nó không có gỉ gì hết á, nó cứ mài kỳ. Tròn vo luôn. Còn nữa không? Nó dính mà nó không gỉ, nó cứ mài. Kéo tới nó luôn mới biết. Nay hai chồng mình đi bằng cái chiếc xuồng chạy bằng chạy bằng cơm cả nhà ơi, nên không có sợ bị lỗ tiền xăng. Hai chồng Thái đi câu mà chạy chiếc cano mà không có cá về lỗ tiền dậu luôn. Câu với cái hết cái chỗ nào câu luôn. Quay về nhà câu luôn. Đợi nước rong vô á mình quay lại mấy cái điểm cũ mình câu. Có cá bự nè. Ê cá em ơi, cá. Cá hả? Cái gì em tưởng nó cái gì mà nó cỏ với rẹt chứ. Ôi, kìa. Cá ú ù không à. Nghĩa là ba đa không. Trời ơi, vỏ lãi nó quay qua bên này luôn. Nó kéo nó vướng cái gì dưới mà nó kéo rẹt nè hả. Giống như nó cọ vô cái cây dưới á. Rồi hai chồng nó về rồi. Xin nó đang đứng ở ngay cửa nó kêu, nãy nó tưởng hai chồng mình đi đâu á anh. Ngày nào cũng đi giao đồ bỏ ảnh, ngày sáng vậy anh nói bữa nay đừng đi đâu nha mẹ. Đi kém ở nhà chơi với nó. Lúc đông rồi hai chồng mình đi từ sáng ngủ dậy làm công chuyện tới chiều tối luôn. Thái thì ở nhà phụ cha đóng đái rồi. Rồi đó, như đây là lấy vốn rồi đó. Hết sợ lỗ rồi. Chạy một cơm mà có lỗ đâu. Hết sợ lỗ rồi. Con cá bự là muốn lấy vốn lại mồi rồi. Tín hiệu nữa rồi. Điện cái cho vui nhà đi sửa quá trời. Gì vậy? Con gì vậy? Ở con cá gì? Cá nóc. À, vuột luôn ghê hả? Ừ. Nó đeo theo nó rỉ mồi của anh á. Ủa chứ không phải dính lưỡi hả? Không. Phải cá không? Phải cá không? Hết vậy luôn. Tín hiệu giả. Ta. Nãy hả? Dướng gì đây nè. Có rè rè rè. Một xúc ra. Cá không em? Đúng rồi, cá. Kỳ vậy không? Thấy. Ủa này nè. Bự đi. Thẳng thẻo luôn. Rồi cũng được. Cũng được. Cũng vô chứ.
Ôi, mập không luôn anh ha. 4 con cá chất lượng. Chúng nhảy lên mình mấy con kia luôn. Nó làm được em nữa coi. Nếu kém mà anh câu vậy là em thấy cũng ổn. Chứ em thấy hồi tối này anh nói đi câu là em nói trong bụng em câu bãi này chắc thất quá. Không có cá luôn. Giờ đi bãi nào cũng vậy. Sáng nước rồi đó. Cá nó ít có vô bờ không? Ừ. Nước lớn vô bãi là sáng rồi. Ừ. Cá nó không vô mấy nữa. Câu ngoài sâu hên hên có chứ. Câu trong bãi giờ là không có cá luôn. Bốn con nó nằm mập không. Ủa cái nóc nó thò quái. Hết câu rồi cả nhà ơi. Kéo nguyên một khúc quá thì dài luôn, không có con. Kém câu vậy đó, câu dở lắm. Được 4 con vậy là ngon rồi. Này là mình lấy mực đổi cá ăn thôi. Chứ cũng có lời vậy đó. Như đây chắc chừng hơn 2 kg rồi. Này kia mấy. Được 4 con, nhưng con cá nóc là 5 em. Giờ bơi về. Kêu thái lại đi, kéo về không chịu rồi. Nước rồng mà, bơi về lẹ mà. Theo nước. Bữa nay mình câu được có 4 con à cả nhà ơi. Mà 4 con cá ngon lắm. 4 con cá mập ú à. Con nào con nấy bị béo phì đó. Được con này ngon nhất nè. Rồi vô cẩn thử thôi. Cần luôn. Được 2 ký 6. Rồi rộng luôn. 2 ký 6 cũng ngon rồi cả nhà ơi. Bỏ vô rộng. Mấy ký? Được mấy ký? 2 ký 6 cho. Trừ chưa? Trừ rồi. Thấy được con cá quát nè. Con này là con cá quát. Đầu cổ mẹ luôn. Rồi lát nó bán cho bác ăn mà. Cá đó chứ ăn cái đầu ngon á. Không, cá này mập mà, cá quát nhưng mà nó mập. Đầu kéo đụng cá luôn nè, em thấy nó có cá hường cá đồn. Gặp 2 con lận. Cá muối luôn nè. Thôi thái ơi, cá muối nó muốn chết rồi. Thì để rộng đi, để rộng đi. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình một like và 1 đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.